mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái máy một kim Simo 3 hộp đo điện tử là Hulon. Bấm B. Chương trình số 1 là tốc độ tự động, tốc độ trong máy. Bấm S. 3700 tăng giảm. Tăng giảm thì các bạn muốn. Đây là tốc độ ở trong máy. Sau đó lưu lại là bấm S. Vào chương trình thì chương trình số 1 là tốc độ ở trong máy, chương trình số 4 là tốc độ tự động. Tăng giảm lên số 4 là chương trình tự động, bấm S. Sau đó mình tăng giảm thì tùy mình, đây là tốc độ đóng bọ. Xong rồi bấm S lưu lại. Rồi lên chương trình số 21, 22, 23 là chương trình chạy chậm mấy mũi đầu. Mũi thứ nhất là 800, mũi thứ hai là 1000, mũi thứ ba là 1500. Thì tùy các bạn chỉnh 21, 20, 21, 22. 21, 21, 22, 23, 21. Đó, tăng giảm tùy. 22, 23, đó, tăng giảm tùy. Đây là tốc độ chạy mấy mũi đầu. Đó. Chương trình 24 là chương trình nâng chân vịt tự động. Bật tắt nâng chân vịt tự động. Chương trình 24 không một lần, một lần là tự động nâng chân vịt, không là không nâng chân vịt. Đấy, làm xong thì bấm mét lưu lại. Chương trình 24, chương trình 25 là giống nhau. Chương trình 44 là chương trình tốc độ của dao cắt chỉ. 44 là tốc độ của dao cắt chỉ là 300 là vừa, 200 từ 280 đến 300 là vừa. 250 cũng được. Đấy, 300 là cao nhất. Đấy, sau đó mình tăng lên. 300, 280. Bấm S là lưu lại. Tốc độ cắt chỉ là chương trình 44. Chương trình 56 là chương trình tốc độ lại mũi đầu. Tốc độ lại mũi đầu là 1800 này, mình có thể giảm xuống 1500, 1300 tùy mình. Bấm S lưu lại. Chương trình 59 là chương trình lại mũi cuối, tốc độ lại mũi cuối. 59 là tốc độ lại mũi cuối. Đó, tăng giảm tùy mình. Xong rồi bấm S lưu lại, tốc độ lại mũi cuối. Chương trình 69 là chương trình kim nằm ở dưới với vị trí thấp nhất. 69 là vị trí thấp nhất là từ 175 đến 117. Bấm S nè, 175, 117 là vị trí thấp nhất của kim. Chương trình 75 là chương trình cò giật chỉ, độ chiều cao của cò. Chương trình 75 là chỉnh chiều cao của cò. Tùy mình chỉnh. Không cái đó, tùy mình chỉnh. Độ chiều cao của cò là chương trình 75. Là bấm S. Chương trình 79 là reset nè. Reset. Đó. Mình từ 0 đến 15. Đấy. Số 5 là reset bàn phím. Tăng lên số 5 là reset bàn phím. Đó. Số 5 là reset bàn phím, số 8 là reset trong máy. Tất cả xong rồi bấm S lưu lại. Chọn yết. Đó, rồi khóa lại, bấm S khóa lại. Lưu lại. Thế thôi, hết rồi.